Hai anh em đây, anh em cũng thấy mới rửa hôm qua quay clip cho anh em xem, hôm nay mình đi dơ tiếp. Thì cái chuyện dơ thì mình rửa lại đó là bình thường anh em, nhưng mà hôm nay mình sẽ test lại cái thằng không chạm này cho anh em xem. Mình sẽ chia cái bánh xe ra phân nửa mình xài không chạm rồi để coi nó có sạch hay không. Với lại mình đang xài cái bình 3 lít nè, thì cái bình này mình đang khuyến mãi nha anh em, khắc phục cái tình trạng là anh em bơm mỏi tay, cho nên mình đang khuyến mãi cho anh em luôn, lấy giá cực kỳ hấp dẫn, anh em cứ vô giỏ hàng lựa nha. Bây giờ mình sẽ chế không chạm ha. Mình sẽ pha là 40 ml cho 1 lít nước. Anh em xài sao mình không biết, thì ở đây mình xài 40 ml cho 1 lít nước ha. Mình xài sao mình thấy hiệu quả là mình xài thôi. Cái đợt này xà bông nó cải tiến hơn á anh em, nó kẹo hơn. Chắc mình bỏ cái nắp vô luôn quá, chứ để nó dính ngoài cái cốc lộn, chứ mình bỏ cốc vô luôn. Rồi mình đổ 1 lít nước vô, nước thì mình chuẩn bị sẵn đó. Thì anh em cứ xem đến cuối clip ha, để coi nó có hiệu quả hay không. Thì mình sẽ quay lại cái clip này mình test cho những anh em nào chưa xem những cái clip trước của mình đó. Dạng thiệt cứng xong rồi mình bơm. Thì cái bình này anh em bơm cho chặt tay cho mình nha, bất cứ bên nào cũng vậy, cứ bơm chặt tay mệt quá mới bơm xíu mà. Rồi bây giờ mình sẽ xịt phân nửa này ha, phân nửa này lắc nhẹ lên cái thôi. Đó. Rồi. Sẽ lấy quay cái máy lại cho anh em xem gần đó. Bắt đầu không chạm nè, bụi nó chuẩn bị bụi sình rồi nè, nó làm rã ra ha, nó đang bị tuột xuống đó anh em thấy không nè. Bây giờ mình sẽ đợi khoảng 3 đến 5 phút ha. Đây rồi, sau khi mình đợi đúng 3 phút thì bây giờ mình đi mở cái máy rửa xe, mình sẽ xịt cho các bạn xem ha. Đây máy rửa xe, đầu mình sẽ xịt từ dưới lên ha. Rồi mình xịt qua cái phần mà mình không xài xà bông luôn ha. Tiếp theo là nền mâm, rồi các bạn thấy đó, khi mà mình mới xịt cái vỏ nó còn ướt á, thì các bạn thấy nó đều ha. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy cái máy mình sấy cho nó khô, chứ mà để mà tự khô thì lâu lắm. Đây nãy là đi lấy cái máy để mình khò cho các bạn. Cái này là cái máy khò chứ không phải máy sấy nữa, cho nên nó nóng lắm. Cái máy này mày đưa vô cái tay một cái là phỏng rồi. Bây giờ sấy nó mới lẹ được các bạn. Đợi khô một cái bạn không biết nó sạch hay không sạch liền à. Đây để mình lấy cái máy lại cho các bạn xem, chiếu gần cho các bạn xem.
Đây là bên đây là không có không chạm nè, đó các bạn thấy có nước thì nó đen lắm nè, giống như dưới có nước nó đen lắm nè. Thì mình sấy là biết nó sạch hay không sạch liền đó, bạn thấy không? Còn bên đây có chạm nha. Cái nào thấy thấy nổ vỏ luôn không ta, rồi đúng xui luôn á đó. Đó các bạn thấy nè, máy này nóng lắm mà sấy lẹ lắm rồi. Hoàn toàn nãy giờ mình không có tác động cái tay mình vô, hoặc là cầm cái khăn hay bàn chải gì mình chà nha, chỉ không chạm. Rồi sau đó mình xịt lại cái vòi giữa xe, cái vòi giữa xe đang bị xì bét nữa, xì bét thì nó yếu hơn bình thường. Rồi vậy đi ha, đó lẹ em thu nhỏ lại cho bạn xem so sánh. Đấy bên đây là có chạm, có xà bông có chạm, không chạm chứ mình nói lộn, nói hồi leo lưỡi. Bên đây là không có xà bông đó, bạn nhìn nè, nó không có sạch ha. Còn đây có xà bông thì bạn nhìn nè, mình cận lại nha, cái vỏ này cũng cũ rồi, sắp sửa thai rồi, nó bị răng răng hết à đó. Rồi các bạn tự xem tự đánh giá ha, hoàn toàn là mình không có tác động tay chân gì vô nha, không có cầm cái bàn chải hay cái khăn dừng lau hết, mình test trực tiếp vậy đó cho các bạn tự xem và tự đánh giá. Rồi hồn giữa xe cúng xe bữa nay mùng 2 các bạn ơi. Rồi có gì các bạn cứ đặt hàng ha, đặt hàng thì hiện tại mình đang khuyến mãi, mình tặng cho một cái cây cọ để thọt cho mấy cái lỗ này nè các bạn. Các bạn cứ chọn đúng cái hình mà có cây cọ thì sẽ được tặng cái cọ ha, còn mà tặng cái cốc đo lường á, thì các bạn cứ chọn vô cái cốc đo lường đó thì các bạn lựa chọn ha. Rồi mình tạm biệt các bạn.